30 ca một cái chỗ hồi giờ là đó là mình xử lý được bao nhiêu ca? Giải quyết hết rồi anh. Không phải là 30 ca hay là mình chỉ giải quyết 10 ca, còn 20 ca là họ đi đâu mà? 20 ca nghĩa là họ không có liên lạc được, hoặc là họ không có bảo, chưa có mua bảo hiểm y tế, và hoặc là họ không có muốn đi lên mổ. Thì ở bên hội chữ thập đỏ họ có đề nghị là đổi những cái ca khác mà những cái ca là họ tha thiết muốn đi mổ. Thì ở bệnh viện, dạ đúng rồi. Với lại là cái hôm thực ra cái hôm mà đi tầm soát ở Bình Dương á, thì cái đối tượng họ đến đấy mình để mình khám tầm soát á, thì mình thật sự cái khâu mà làm sao thông báo được cho người ta tới nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái hội bảo trợ bệnh nhân nghèo và sở lao động thương binh xã hội tại tỉnh. Nếu họ không có cái một mạng lưới trên rết mà nó thật là hiệu quả thì họ sẽ thông báo, mà cái người thật sự cần đến khám thì họ lại không biết thì họ đến khám với mình. Cho nên em nghĩ là những cái khâu mà đi khám như vậy mình vẫn phải tổ chức đi tổ chức lại một lần, mình làm thì mình chưa có thể nào phát hiện được hết đâu. 30 ca đó không phải là 30 ca xử lý hết mấy cái tồn động trước đi. Còn cái trường hợp mà hội chữ thập đó nó đề nghị vào một cái số ca đó sang, họ nằm trong người nghèo nha, riêng hồ sơ đó nó bao nhiêu ca trình riêng cho tôi nha. Chứ còn mà mình mở rộng chương trình đó, thì không được đâu, lo không có nổi đâu. Thứ hai nữa là lỡ như ở Bình Dương này, số đặc biệt là những người lớn tuổi mà người ta nghèo, nhưng mà trong số 30 ca mình đã duyệt, thấy không? Bây giờ người ta đi mổ mới 15 ca thì có thể mình đó, xử lý tiếp cái 15 ca nha. Còn thay thế cho nó phải ghi rõ đàng hoàng, không vài bữa cái ông 15 ông kia đã mình đã đồng ý rồi, cái ông lại đến nữa, thấy không? Thì em Dũng có nói câu là bây giờ về phần tầm soát, nếu mà mình không thực hiện tầm soát hoặc là bớt xuống, nhưng mà những cái số tồn động thì số tồn động ở đây nó xuất phát không phải là ở bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, chỉ là cái nơi cuối cùng nó dồn về thôi. Còn cái mà thực ra nó phát xuất các bé đó là từ các tỉnh, mà cụ thể là các bệnh viện Nhi hoặc là khoa Nhi của bệnh viện đa khoa tỉnh, thì những trường hợp đó người ta có thể gửi bệnh trực tiếp lên trên chỗ tụi em. Bây giờ người ta có thể gửi bệnh lên trực tiếp lên tụi em thì những trường hợp đó nó không qua cái khám tầm soát của mình, thì đó cũng là một cái hướng giải quyết. Họ lên trên mình không qua tầm soát, lúc đó mình phải làm một cái danh sách bổ sung. Thì nếu mà không qua tầm soát, mình không phải làm một đợt vài chục ca, 100 ca nữa, mà lúc đó họ sẽ lên rải rác, có bệnh là họ lên ngay, có bệnh là họ lên ngay. Như vậy mình phải có cái cách tổ chức nào đó để có thể đáp ứng kịp thời những cái trường hợp đó. Chứ bây giờ nếu họ bị bệnh, bệnh viện đã có một số trường hợp, nhiều trường hợp bệnh viện Nhi đồng họ chuyển lên đây chẳng hạn, thì tụi em nhận bệnh trên này, nhưng mà bởi vì nó chưa có trong cái danh sách mà đã được thông qua bên Đại Nam nữa và chưa đầy đủ theo cái thủ tục của mình, thì mình lại phải cho gia đình đi về tỉnh để đăng ký với hội bảo trợ bệnh nhân nghèo ở tỉnh, rồi đi lên. Như vậy là nó sẽ bị chậm trễ. Có mấy dạng đề xuất là nhưng mà làm gì làm nó cũng phải qua cái quỹ tre mà. Dạ, cái đó dạ. 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 Dạ.